liên hệ Zalo 0903362388 hoặc website thiền-chữa-bệnh.com để đăng ký khóa học online trọn bộ các bài khí công và được lương y khí công sư Phúc Thành tư vấn thảo dược trị bệnh. Om Mani, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì lương y khí công sư Phúc Thành sẽ hướng dẫn cho chúng ta bài khí công dịch cân kinh trị liệu hỗ trợ một cách toàn diện cho bệnh nhân ung thư và đặc biệt là bệnh lý ung thư dạ dày. Như chúng ta đã biết, khi mà chúng ta bị ung thư dạ dày thì ăn uống nó rất là khó tiêu, đầy bụng, trào ngược dạ dày, thậm chí là rất là đau đớn ở cái vùng bụng của chúng ta, vùng dạ dày. Thì tập khí công, nhất là dịch cân kinh, nó sẽ đưa khí vào vùng bụng, đưa khí vào dạ dày, chữa trị một cách hiệu quả cho bệnh lý ung thư dạ dày và giúp chúng ta nâng cao lên khả năng đề kháng, nâng cao lên khả năng miễn dịch của cơ thể chúng ta. Khi cơ thể của chúng ta khỏe thì thân cường, bệnh nhược, thân khỏe rồi thì bệnh nó sẽ vơi dần đi, bệnh tật nó sẽ thuyên giảm dần cho đến hết. Thì nhờ việc tập khí công dịch cân kinh này hàng ngày, chắc chắn những người bị ung thư dạ dày hay những bệnh lý ung thư nói chung đều có được một sức khỏe tốt hơn, đều có được sự hiệu quả, đều có được một cái sức khỏe, một tinh thần, một trí tuệ minh mẫn hơn. Chính bởi thế, chúng ta hãy tập bài luyện này hàng ngày, bài dịch cân kinh 12 thức này hàng ngày, buổi sáng và buổi chiều các bạn nhé. Và các bạn không quên đăng ký khóa online khí công miễn phí của thầy Phúc Thành để được hỗ trợ, để được học qua các video chuyên sâu và học qua Zoom. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài khí công dịch cân kinh. Trước tiên là chúng ta sẽ đến phần khởi động công bằng bài khí công giao long. Chúng ta khởi động toàn bộ cơ xương khớp của cơ thể. Khí công giao long, chúng ta xoay cổ 5 lần rồi xoay ngược lại. Trong quá trình tập, lưỡi luôn luôn chạm vào miệng trên, thông kinh mạch nhâm đốc các bạn nhá. Đây là cái lưỡi này, chạm vào miệng trên. Có nước bọt tiết ra chúng ta nuốt vào. Nước bọt nó là cái ngọc dịch của cơ thể chúng ta. Nuốt nước bọt nhiều đấy thì hệ tiêu hóa nó cũng tốt và da rẻ nó hồng hào tươi nhuận, rất là tốt các bạn nha. Rồi, động tác tiếp theo, chiêu số 2 này, hít vào mũi, thở miệng, nó khai thông cơ thể, thông qua vai gáy. Tiếp theo ngược từ trước ra sau, hít vào mũi này, rồi tiếp theo chiêu số 3, hít mũi, tay trái ngửa, mắt nhìn về đằng sau, 2 3 ra trước, thở miệng, hít, nhớ mắt nhìn theo tay, hít mũi, thở miệng, hít mũi này, tay trái ngửa, mắt nhìn theo tay trái, 1 2 3 rồi ra đằng trước, chịu khử tay xuống, hạ tay, thở miệng, hít, tay phải ngửa, 1 2 3 ra đằng trước, thở, hít, trái, thở, hít, phải ngửa, thở. Những bài này nó khai thông cơ xương khớp. Bị ung thư là chúng ta đã hệ xương khớp nó bị yếu đi rất là nhiều rồi. Bài tập này làm ấm nóng lên toàn thân thì vào dịch cân kinh tác dụng nó mới được cao. Tiếp theo, hít mũi này, nhón gót chân lên, đứng trên đầu ngón chân của chân trái, ép sang bên trái này, 1 2 3 thở miệng, hít, bên phải, thở, trái, thở, phải, thở, thở, thở. Rồi, chúng ta nhìn mặt sau đây, hít, nhón gót chân trái, nhớ nghiêng sang bên trái thì nhón gót chân trái này, 1 2 3 thở miệng, hít, bên phải, thở. Rồi tiếp theo, khai thông cho vùng cột sống, kích hoạt lại năng lượng của cơ thể, hít, thở miệng, tay chạm ngón chân cái, hít, thở miệng này, hít mũi, thở miệng 2 lần, 2 lần chạm ngón chân, hít, thở,
Rồi, tập xong, nhất là với những người ung thư nhá, tập xong hơi mệt một chút, chúng ta phải thiền đứng đã, thu năng lượng này. Thiền đứng thu năng lượng, chùn đầu gối xuống một chút, các ngón chân hơi hướng vào bên trong để tụ khí. Và chúng ta tay chắp trước ngực, Phật tử Bái Quan Âm, thở hoàn toàn tự nhiên. Rồi, sau tập khoảng 5 hơi thở thì khí huyết nó đã lưu thông, cơ thể nó bình hòa trở lại, chúng ta lại tiếp tục tập. Đến bài tiếp theo, thông cho thận khí, đây là bài khí công giao long, tiền đề cho tập dịch cân kinh. Trước khi tập dịch cân kinh, chúng ta phải tập bài này nhá, người nó mới thông được. Hít mũi, 1, thở miệng, 2 lần. Hít, 1, thở miệng, thở, hít, thở, hít, thở. Hít mũi. Hơi chùn đầu gối thôi nhá, hơi chùn đầu gối, đừng có chùn nhiều quá. 1, 2, thở miệng. Rồi, quả thận này nó rất là quan trọng nhá. Nó nâng cao miễn dịch này, nó quyết định khả năng lọc máu của cơ thể, khả năng cấp khí cho cơ thể. Tất cả các bệnh lý ung thư này, nhất là ung thư dạ dày. Đó, khi mà dạ dày nó đã tắc ở đây này, ung thư ở đây này, thì khí nó không theo đới mạch, nó vòng ra phía sau được. Thế thường đã ung thư là dạ dày, là thận nó cũng sẽ bị yếu kém đi. Chúng ta phải tập một cách toàn diện. Chúng ta hiểu là năm tạng, tâm, gan, tỳ, phế, thận nó đều có liên quan đến nhau. Chỉ cần một cái yếu đi là bốn cái còn lại nó yếu theo. Nên khi tập luyện để chữa bệnh, chúng ta bệnh ở đâu chúng ta tập nhiều ở bài đấy. Và những cái bệnh khác, những cái tạng khác chúng ta vẫn phải tập nhá. Bởi vì những cái tạng khác nó mới đẩy được cái tạng đang bị bệnh lên, chứ không phải là bị dạ dày chỉ tập mình dạ dày không. Chúng ta vẫn đầy đủ gan, tim, thận thì nó mới hỗ trợ được, thì cơ thể chúng ta nó mới khỏe lên một cách toàn diện. Đó, chúng ta hiểu một cái nguyên lý nó sâu sắc như vậy. Tiếp theo, khớp háng chúng ta xoay. Đó, chúng ta sẽ xoay từ trong ra ngoài nhá, xoay khớp háng này trong ra ngoài. Tay chúng ta là tay dẫn khí, tay tiên gia dẫn khí, áp út và út này. Đó, chúng ta để tay này, chúng ta hướng vào mặt mình, chúng ta sẽ xoay này trong ra ngoài này, nó trong ra ngoài. Bàn tay tiên gia rất là mềm mại. Khi chúng ta mà chúng ta chỉ để tay này không, chúng ta xoay thì nó đơn thuần là xoay vật lý thôi, chưa có tác dụng gì. Khi mà chúng ta phải để được bàn tay tiên gia này, đó, áp út và út hướng vào mặt mình, nó xoay ra, năng lượng nó mới vào cách cao nhất. Chân, tay này từ trong ra ngoài, chân cũng từ trong ra ngoài. Đây là động tác xoay, khai mở khớp háng, khai mở trong vùng khí tiên gia của cơ thể. Ai mà chân yếu quá mà xoay mà không vững thì mỗi lần xoay xong chúng ta chạm chân xuống mặt đất nha, không sao cả. Đấy, ví dụ yếu này, xoay chạm này. Đấy, xoay chạm thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều với những người bệnh lý ung thư. Đấy, khỏe hơn một chút mà làm được thì chúng ta cứ xoay như này liên tục, không cần chạm chân nữa. Rồi, tương tự bên phải cũng thế, xoay khớp háng trong ra ngoài của bên phải, tay cũng trong ra ngoài. Nếu mà mệt quá thì mỗi lần xoay xong chạm chân xuống mặt đất. Đó, không thì cứ xoay như thế này thôi. Rồi, ra nghỉ thiền đứng một chút, hơi thở bình hòa tự nhiên. Tiếp theo là dùng cái tay rồng, tay long này. Đó, để tay như thế này, áp út và út này, nó thẳng ra, xoắn từ ngoài vào trong. Đó, nó xoắn khí từ ngoài vào trong. Chân cũng thế, ngoài vào trong. Đó, khớp háng nó xoay từ ngoài vào trong. Đây là không những khớp háng mà toàn thân được vận động, người rất là khỏe, rất là tốt cho tất cả các bệnh lý ung thư nói chung và ung thư dạ dày nói riêng. Chúng ta xoay này là vùng khớp, vùng ổ bụng chúng ta còn đang được nạp khí. Tương tự cho chân phải này, ngoài vào trong. Ánh mắt rất là bình an, rất là thả lỏng, rất là thư giãn, mênh mang giữa đất trời, yên tĩnh giữa hư không. Rồi, chúng ta thiền, chùn gối, chúng ta thiền.
thả lỏng chân này, chân chùn gối, tay thả lỏng hai bên. Thấy tay chân nóng vô cùng. Tiếp theo khớp gối trong ra ngoài, ngoài vào trong. Rồi, xong phần bài khí công giao long. Bây giờ đến bài vẩy tay dịch cân kinh bốn thức trị bệnh này. Đó, nguyên tắc vẩy tay là xuôi vai, giống nách chịu khỉu. Và tay chúng ta nó sẽ như này, nó không phải thẳng tắp. Tay chúng ta nó xuôi xuống một chút. Đó, giống nách này, chịu khỉu tay. Đó, chúng ta vẩy liên tục như vậy, lên thì chịu khỉu tay này, xuống nhanh nhẹn, dứt khoát. Các ngón chân hướng hai bên. Vẩy tay, dịch cân kinh, bốn thức trị bệnh. Bài này rất là dễ tập, công năng rất là cao. Người bệnh ung thư, mỗi ngày vẩy 30 lần. Lên thì nhíu hậu môn, xuống thả lỏng hậu môn ra. Lên nhíu hậu môn, tụ khí, xuống thả lỏng ra. Bung khí khắp toàn châu thân. Lên nhíu hậu môn, xuống thả lỏng. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên, năng lượng cao nhất. Rồi, vẩy tay xong rồi. Tay nó sẽ hồng hào, ấm áp lên. Rất là sảng khoái, rất là dễ chịu các bạn nhá. Đôi bàn tay ấm áp, dễ chịu. Chùn đầu gối để thiền. Thức thứ hai là vẩy tay của tiên gia. Đó, vẩy tay tiên gia. Tiên gia bao giờ áp út nó lên cao một chút. Đó. Thức thứ hai này. Lên, áp út lên cao một chút. Tay trái xoắn nhẹ sang bên trái, tay phải xoắn nhẹ sang bên phải. Xuống, nhanh nhẹn dứt khoát. Vẩy xuống. 30 lần. Tập rất là khỏe, cơ thể hồng hào tươi nhuận. Khí huyết lưu thông, đẩy lùi bệnh tật, hỗ trợ điều trị ung thư, bệnh lý mãn tính. Lên nhíu hậu môn, xuống thả lỏng hậu môn. Tác dụng rất là cao. Lưu ý với những người bị ung thư gây bệnh mãn tính mà mình đang đau đầu gối, chúng ta chỉ vẩy 5 lần, 10 lần. Hoặc nếu quá đau thì tập những bài khác. Tập bài khí công đi của tiên gia, khí công đi của Phật gia. Đấy, ở trên YouTube Thầy Phúc Thành khí công đó, chúng ta tập hai bài đấy trước để chữa bệnh đau đầu gối đã. Hết đau đầu gối chúng ta mới tập bài này được. Thế còn những người bình thường không đau đầu gối, chúng ta tập 30 lần, 50 lần mỗi thức đều tốt. Thức thứ ba, nó có 4 thức. Thức thứ ba, đứng một chút trên đầu ngón chân, hai tay nắm đấm nhẹ, nghiêng người phía sau, như ném đá này, ném ra. Nghiêng người phía sau, đưa khí vào thận. Đấy, rồi nó đưa khí được cả vào dạ dày này, đại tràng. Đó, rất là tốt. Chiều này rất là tốt cho những người ung thư dạ dày. Đấy, nghiêng phía sau khí vào thận. Rồi nó bung ra phía trước, khí nó vào dạ dày, đại tràng. Rồi khí bung ra khỏi các đầu ngón tay. Chiều này thì không cần nhíu hậu môn, cứ thả lỏng cơ thể và tập theo 30 lần. Rồi,
tập một lúc chúng ta thấy người nó nóng lên, và phần thận này, phần lưng này nó bơm khí vào rất là mạnh mẽ, người khỏe vô cùng, chùn gối hiền. Chiều thứ tư, nó thông khí. Rồi, bung xuống. Như động tác mô phỏng nền văn minh lúa nước, cấy lúa. Tay thả lỏng lên này, xuống bung xuống. Rồi, tập xong đây. Bạn thấy đôi tay hồng hào và mát chưa? Nó khác hoàn toàn với khi chúng ta chưa tập. Tay này, tay đã được dịch cân, đã được tẩy tùy, nó rất là nóng. Dịch cân kinh mà, dịch là dịch chuyển, cân là gân cơ, kinh là kinh mạch. Nãy giờ chúng ta đang tập để dịch chuyển hoàn toàn hệ thống gân cơ, khỏe hơn, hệ thống kinh mạch nó lưu thông hơn. Thì nhờ đó mà bệnh tật được đẩy lui, nhờ đó mà trí tuệ được phát quang, nhờ đó mà tinh thần luôn luôn sáng suốt, luôn luôn được minh mẫn. Rồi, chúng ta sẽ thiền đứng nghỉ một chút trước khi sang dịch cân kinh 12 đức trị bệnh. Rồi, thì tập dịch cân kinh như thầy đã hướng dẫn, nó gồm có bài đầu tiên là bài khí công giao long, làm ấm nóng toàn bộ cơ xương khớp, khởi động toàn bộ cơ thể, đến phần vẩy tay 4 thức. Và hôm nào nhiều thời gian hơn nữa, chúng ta có thể tập cả cái bài 3 thức. Đấy, ở các video của các khóa học thì thầy sẽ hướng dẫn cả bài 3 thức nữa. Khóa học hoàn toàn miễn phí đó, học ở bài dịch cân kinh 3 thức trị bệnh. Rồi, chúng ta bây giờ sẽ sang bắt đầu đến bài dịch cân kinh 12 thức. 4 thức kia mới là 4 thức vẩy tay thôi. Bây giờ đến 12 thức này, nó có những động tác này, nâng trời này, rồi là đẩy núi này, rồi là mạnh thận này, bổ khí. Nó rất là nhiều những động tác, nó vô cùng là hay, vô cùng sâu sắc. Do những vị chân sư ngày xưa ẩn tu nó hàng chục năm nơi trong vùng núi tuyết để giúp chúng ta tìm ra được những cái bài khí công, tìm ra được những phương pháp vận động. Bài dịch cân kinh này đã nổi tiếng hơn 1.000 năm nay ở chùa Thiếu Lâm Tự. Các vị cao tăng thạc đức, các vị tu hành thì đều nhờ nương theo pháp dịch cân kinh này mà có được cái thân nó khỏe mạnh để chúng ta làm gốc để tu hành. Thì với những người bệnh ung thư thì tập có thể nói là cực kỳ tốt. Rất là nhiều người như là bác Quảng này, cô Lan ở bên quận Tây Hồ thì đều tập theo thầy. Và những căn bệnh ung thư dạ dày hay là những cái căn bệnh mãn tính ngày nay nó đã được thuyên giảm rất nhiều đó, nhờ những cái phương pháp tập luyện đặc biệt này. 12 thức để thông được 12 đường kinh. Một ngày có 24 tiếng thì cứ 2 tiếng là một đường kinh đi qua. Ví dụ 3-5 giờ sáng là phế hoạt động, 5-7 giờ sáng là giờ của đại tràng hoạt động, 7-9 giờ sáng là dạ dày hoạt động về mặt khí đó. Thì với những người dạ dày, chúng ta tập bài này rất là tốt. Những người bệnh lý mãn tính ung thư tập nó sẽ có tác dụng hiệu quả rất là cao, rất là sâu sắc các bạn nhá. Thứ 1, chúng ta tay như đang chắp bái Phật, hít mũi tay thả lỏng, thở miệng này, cái cườm tay này nó thông khí cho phần phổi, phần phế này, ép vào, hít mũi thả lỏng, thở miệng ép, hít mũi, rồi. Thứ 1 này là luyện cho phần phế, phần ngực của cơ thể này, ngực đấy. Ví dụ thầy tập xong thì nó sẽ nhanh tiếp bố san luôn, tức là người nó rắn chắc như kim cang, chỉ cần tập đúng một thức này thôi. Còn tất nhiên bệnh nhân ung thư hay người đang bệnh thì nó sẽ chưa được như vậy, nhưng nó sẽ cấp khí vào cái vùng ngực này, vào cái vùng phế này. Nhờ có phế khỏe thì khí năng lượng nó mới mạnh, thì bệnh dạ dày hay các bệnh khác nó mới thuyên giảm được. Chúng ta tập 10 lần mỗi chiều đó. Đến chiều số 2, thông đấy, đẩy núi sang hai bên, thông hoàn toàn vùng dạ dày đại tràng và làm xua tan những nỗi đau mệt mỏi vai gáy.
hít mũi, thở miệng đứng trên đầu ngón chân. Hít mũi, thở miệng. Giữ 5 giây này, 1, 2, 3, 4, 5 mới về, hít. Thở. Hít. Thở. Hít mũi, thở miệng. Rồi, tập khoảng 10 lần hoặc 15 lần như vậy. Chiêu này thì đặc biệt tốt cho tất cả những bệnh lý dạ dày, đại tràng, ung thư. Tập xong này, nó đưa khí vào trong cái bụng. Ra không lo nhé, tức là khi tập khí công mà tập đúng thì lúc tập là bụng nó hơi to, hơi căng lên một chút, không sao cả. Đấy là biểu tượng của tụ khí, biểu hiện tụ khí. Đó, sau này chúng ta tập xong. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào chiêu số 2 của dịch cân kinh. Chiêu này sẽ thông hoàn toàn cho hệ thống đại tràng, dạ dày, rất là tốt cho những bệnh ung thư dạ dày, đại tràng. Đấy, và nó còn thông cho cái phần vai gáy cổ của chúng ta nữa. Cách tập như sau. Hít mũi, tay chắp trước ngực, thả lỏng cơ thể. Thở miệng. Tay đẩy sang hai bên, giữ 5 giây rồi về. Hít mũi, thở miệng. Đứng trên cái đầu ngón chân, 1, 2, 3, 4, 5, về. Hít, thở. Hít, thở. Hít mũi. Tập bài này khí nó vào dạ dày đại tràng rất là mạnh. Rồi, xong chiêu số 2 của dịch cân kinh. Tập xong chúng ta sẽ thấy tụ khí, tức là bụng nó hơi cứng, rắn chắc lên. Đó là một điều rất là tốt. Tất nhiên mới tập có thể chúng ta chưa thấy rõ, nhưng tập càng lâu chúng ta thấy người nó rất là khỏe. Đấy, trí tuệ nó rất là minh mẫn, tinh thần nó lạc quan, vui vẻ. Nhờ nó tụ khí vào đan điền. Và khi tụ khí vào đan điền thì phần đại tràng, dạ dày chắc chắn là nó vô cùng là khỏe mạnh rồi. Tiếp theo chiêu số 3. Hít mũi này. Thở miệng, nâng trời. Hít. Thở. Chúng ta làm 10 lần như vậy. Hít mũi là xuống, nhìn mặt sàn. Thở miệng nhìn lên trời. Rồi, chúng ta thiền đứng, thả lỏng cơ thể, chuôn đầu gối xuống một chút. Thiền đứng. Đến chiêu thứ tư là chúng ta sẽ ép cái phần thận khí ở đây. Khi chúng ta ép thận này, khí ở thận nó rất là mạnh. Nó tăng cường khả năng lọc máu, tăng cường khí cho cơ thể. Và sẽ thấy cái phần dạ dày, đại tràng nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Đấy, bởi vì chúng ta sẽ ép từ phía sau như thế này. Hít mũi này, mắt nhìn mặt sàn. Thở miệng, đứng trên cái đầu ngón chân. Tay phải đẩy lên nhá. Tay trái ép vào vùng thận. Hít.
Chúng ta nhớ này, chúng ta nhìn đằng sau này. Đấy, nhớ là cái tay này nó phải ép vào nhá. Thở miệng này. Đấy, tay ép như vậy. Đó. Tương tự như vậy. Tay phải phía sau, tay trái trên này. Hít mũi, thở miệng, tay ép vào. Chiêu 4 của dịch cân kinh. Rất là tốt cho dạ dày đại tràng, tốt cho vùng thận. Nhớ ép tay. Ta sẽ ép tay vào. Rồi, chúng ta bắt đầu thiền đứng buông thư giữa đất trời. Chắp tay Phật tử bái Quan Âm. Rồi, tiếp theo nhá, chiêu số 5. Chân trái trên, chân phải ở dưới. Tay trái trên này, tay phải ở dưới. Các ngón tay chụm lại như này. Cái này tăng cường huyết mạch cơ thể và rất là tốt cho cái phần tim của chúng ta. Tim nó hoạt động tốt hơn. Hít mũi này, thở miệng. Hít mũi, tay thả lỏng này. Thở miệng nhá. Chúng ta sẽ kéo tay về như thế này. Tay nó quắp vào. Quắp về. Rồi, tập bài này thì kinh mạch lưu thông rất là tốt. Khi tim của chúng ta hoạt động tốt thì nó sẽ cung cấp máu khắp toàn châu thân. Thì những cái bệnh lý mãn tính, những bệnh nhân ung thư nó sẽ giảm rất là nhiều những cái triệu chứng đau mỏi, giảm được rất là nhiều những cơn đau nhờ cái chiêu thức này. Tương tự, chân phải trên, chân trái phía sau, đứng đinh tấn nhá. Đinh tấn tức là chân trước chân sau như thế này. Hít mũi này, thở miệng. Hít. Chúng ta nhìn thần thái mặt ạ. Hít thở lỏng này, thở này. Và nhớ là thở miệng là chúng ta chỉ hé miệng thôi. Hé miệng rất là ít thôi. Đó, chỉ tầm như này thôi. Tránh để chúng ta há to quá như thế này. Nó sẽ mất khí, nó không tụ khí. Hít mũi này, thở miệng này. Rất là bé. Đấy, miệng hé thôi. Ôi, xong chiêu số 5. Dịch cân kinh có 12 chiêu. Chúng ta đã học được 5 chiêu rồi. Nó chùn gối xuống. Rồi, chiêu số 7. Rồi, chiêu số 6 này. Hít mũi. Tay thả lỏng này, thở miệng. Tay sau sẽ đẩy ra, thải hết chất độc trong cơ thể. Với bệnh lý ung thư, đấy, dạ dày đại tràng hay các bệnh mãn tính, chúng ta cần rất là quan trọng cái chiêu số 6 này. Thải độc cho dạ dày, thải độc cho đại tràng, thải độc cho ruột non. Hít mũi, thở miệng. Chúng ta lưu ý tay thì đẩy ra nhưng bàn tay thì nó ép ngược lại. Bàn tay ép ngược lại về phía cơ thể của mình các bạn nhá. Đấy, để đẩy khí ra khỏi bàn tay của chúng ta nhá. Hít. Thở. Chúng ta có thể thấy tay của thầy nó đang rung lên đấy ạ. Vẫn thải động rất là mạnh. Rồi. Chôn gối.
Mỗi chiêu này chúng ta tập khoảng 10-15 lần thì cơ thể nó sẽ rất là khỏe mạnh. Khi tập chúng ta sẽ thấy người nó rất là, nó có thể hơi cương ra một chút, thấy bụng nó rắn chắc một chút, nó không sao cả. Đấy, bởi vì khí nó bao giờ tụ ở đan điền. Đấy, khi mà khí tụ thì người nó sẽ rắn chắc, dễ chịu. Đó, cảm thấy mới tập thì bụng nó hơi to một chút, không sao. Hết buổi tập, 15 phút sau bụng nó sẽ tự động xẹp lại. To ở đây không phải to bởi vì mỡ giống ở ngoài, mà to là bởi vì khí tụ đan điền. Ta xem ở trong các bộ phim đấy, về phim kiếm hiệp đấy thì có câu rất là hay, khí tụ đan điền là khí nó tụ thành một khối ở đan điền, giúp người mình nó rắn chắc, nó dễ chịu và nó tăng cường sức đề kháng cho cơ thể của chúng ta. Với bệnh nhân ung thư thì có thể chưa có biểu hiện đấy ngay bởi vì người đó đang khá mệt mỏi, nhưng chúng ta cũng sẽ thấy cái cơ thể nó dễ chịu hơn, cảm thấy bụng nó mềm mại, dễ chịu các bạn nha. Thằng chiêu số 7, chiêu số 7 các bạn nha. Tay trái trên, tay phải dưới. Ta sẽ kích tay vào như thế này khi chúng ta thở miệng. Ta xem nhá, hít mũi này. Thở miệng. Xoay ra bên phải. Khi thở miệng hai tay kích vào. Tương tự. Tay phải trên, tay trái dưới. Hít mũi, thở miệng, xoay ra bên trái. Rồi, đây quay ngược lại đây. Hít mũi, thở miệng, xoay bên trái này. Hai tay kích vào. Rồi, chúng ta tập bài này, người nó dễ chịu và cái khí huyết nó rất là thông. Đó là cái điều quan trọng của khí công. Tập mà chúng ta cảm thấy da rẻ chúng ta nó hồng hào lên, người nó ấm áp lên là chúng ta đang có những cái tác dụng tốt nhất của khí công. Còn với những người ung thư thì nếu mà không chịu tập luyện, nếu mà chỉ thuốc không là có khi người mình nó vẫn lạnh, nó vẫn xanh xao và mọt, thì phải nhờ kết hợp cả thuốc, thảo dược rồi kết hợp khí công vào chúng ta mới có được cái sức khỏe tốt được. Rồi tiếp theo vẫn là chiêu 7 đấy. Đó. Và chúng ta sẽ chuyển sang chiêu số 8. Chiêu 7 là có cái cấp 2 nữa. Chúng ta sẽ học sau. Học ở các khóa học online miễn phí thì sẽ được hướng dẫn sâu hơn nữa về cái chiêu số 7 này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chiêu số 8. Chiêu này nó luyện cho thận khí. Đó. Khi chúng ta muốn người khỏe là cả năm tạng, tâm, can, tỳ, phế, thận nó đều phải khỏe, chứ không phải là mình chỉ chữa ở một tạng không. Chúng ta tập cả cơ thể mình khỏe lên thì bệnh tật nó sẽ được đẩy lui. Thân cường thì bệnh nhược, thân mình khỏe lên rồi thì bệnh nó sẽ thuyên giảm dần đều đi. Rồi chiêu số 8, chúng ta sẽ đứng trung bình tấn, các ngón chân nó hướng hai bên. Đó, trung bình tấn, ngón chân nó hướng hai bên. Hít mũi là kéo khí từ dưới này, từ đan điền lên đến vùng ngực. Thở miệng, hạ xuống. Hít. Thở miệng. Mắt nhìn thẳng. Hai tay ở trên đầu gối nhá. Chiêu này chúng ta có thể làm 20 lần. Nó rất là quan trọng. Rồi. Dịch cân kinh, hôm nay thầy Phúc Thành hướng dẫn chúng ta được 8 chiêu rồi. Nó còn 4 chiêu cuối là 4 chiêu nó tinh hoa nhất thì phải hướng dẫn ở trong các khóa online. Đấy, chúng ta sẽ đó, để lại comment ở đây để đăng ký các khóa online miễn phí cũng như các khóa trị liệu chuyên sâu. Nó có chi phí nó rất là nhỏ thôi. Thì trong những khóa online đấy thầy sẽ hướng dẫn cả 4 chiêu cuối và tổng kết nhiều điều hơn cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thu khí lại để kết thúc cái buổi tập luyện hỗ trợ điều trị ung thư dạ dày đại tràng ngày hôm nay. Hít mũi. Thở miệng. Hít vào bụng hõm này.
thở ra bụng phình. 3 4 5 Rồi, sau khi thải độc xong, thông khí toàn bộ cơ thể, chúng ta sẽ đi một chút của tiên da. Đi tiên da, chúng ta đi mép ngoài của chân, mép ngoài của chân này, tiếp xúc mặt sàn, mép trong nó hất lên một chút, đi mép ngoài. Chúng ta ở nhà chúng ta sẽ đi một đường thẳng nhé, xong rồi chúng ta quay ngược lại. Ở đây là cái không gian nó có hạn nên thầy mới đi vòng lại này. Đi mép ngoài này thông cho vùng mật rất là tốt. Đấy, nhuận cho vùng mật, giải độc cơ thể. Tiếp theo đi mép trong là được kinh của gan. Những người bệnh gan này, đấy, những người ung thư gan hay là những người mắc bệnh mãn tính, chúng ta đi cái mép trong này nó đều rất là tốt. Cứ đi mép trong. Đó, đầy đủ chi tiết hơn thì nó có những cái tư thế đánh tay của tiên gia, của Phật gia. Thì chúng ta sẽ học chi tiết cụ thể ở khóa học online. Chúng ta comment xuống số điện thoại của chúng ta để đăng ký học online. Đó, hoặc là liên hệ qua cái số hotline của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ học online để được thầy hỗ trợ một cách chi tiết nhất. Một lần cuối cùng thì Lương Y Khí Công Sư Phúc Thành xin kính chào các bạn. Gửi thầy xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả những người bệnh nhân ung thư hay những người đang mắc những căn bệnh mãn tính. Chúng ta sẽ có được phương pháp tập luyện thiền khí công rất là tuyệt vời này để chúng ta tập luyện hàng ngày chuyên sâu, nâng cao sức khỏe, hỗ trợ trị bệnh. Hẹn gặp lại các bạn ở các khóa học online hướng dẫn miễn phí và các khóa chuyên sâu của Lương Y Khí Công Sư Phúc Thành. Om Mani Padme Hum Namo Tassa Hờ Gì. Lúc ốm đau mới trân trọng sức khỏe, khi ly biệt mới trân quý thời gian. Ai trong chúng ta sinh ra cũng đều có đầy đủ sức khỏe, trí tuệ, nhưng theo thời gian tất cả cứ vơi dần đi. Hãy đến với khí công, với thiền, với các thảo dược trị liệu của thầy Phúc Thành để được thầy trực tiếp hướng dẫn bạn thân luôn luôn được khỏe, tâm luôn luôn được bình an. Liên hệ thầy qua Zalo 090-336-2388 và website thiền-chữa-bệnh.com để được thầy trực tiếp hướng dẫn, tu tập, chỉnh sửa động tác cho bạn. Xin hoan hỷ đón chào bạn trong các khóa học online. Om Mani Padme Hum Namo Tassa Hari.